chào các bạn, mình là Hana. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Nha Trang Live. Ngày hôm nay là Hana có mặt ở quảng trường 24 và phía sau mình đứng đó là tháp Trầm Hương. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tới chợ sớm mới. Ở video trước mình có chỉ dẫn các bạn đi tới chợ sớm mới là bằng con đường xe máy. Thì hôm nay Hana sẽ đi bộ mà tính từ tháp Trầm Hương để đi tới chợ sớm mới như thế nào. Chỉ đi bộ thôi nha các bạn. Và mình sẽ không cắt cúp video, mình sẽ để nguyên phần video từ lúc mà mình đi từ quảng trường 2 tháng 4 cho đến chợ sớm mới. Ok, Hana mời các bạn cùng đi chung với Hana nha. Mình sẽ đi về hướng kia. Bây giờ let's go. Mình sẽ tìm một đường để đi qua phía bên tay trái. Ở đây mình phải tuân thủ theo luật, không thể đi bộ được. Bây giờ mình sẽ đi qua đường bên kia. Nhưng mà hiện giờ là xe đông quá. Các bạn không cho lên chùa. Nè các bạn thấy không? Xe khách rất là nhiều cho nên là mình đi bộ qua đường hơi bị khó. Ok, quyết tâm đi qua đường. Đường này đâu bằng ở Sài Gòn đâu, cho nên là mình có thể đi qua dễ hơn. Ở Sài Gòn thì mình hơi sợ đi qua đường mất cả buổi, cho nên đường này rất là thoải mái, cứ đi thôi. Rồi, ok, mình đã qua được bên kia đường rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. Đối diện là khách sạn Lodge Hotel các bạn. Nhưng mà mình không đi qua bên đó, mình chỉ đi bên phía bên đường này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên đường Lê Thánh Tôn. Hôm nay có khá là nhiều xe du lịch, xe khách lớn chở khách đi tour. Bên đây hiện tại có một công trình đang xây dựng, đó là chuẩn bị xây dựng khách sạn đó các bạn. Chỗ công trình xây dựng cho nên là chỗ đây nó hơi bị dơ. Đây, đối diện là khách sạn Lodge ở phía sau nè. Ok, bây giờ đi tiếp. Hôm nay nắng rất là gắt. Thời điểm bây giờ là sáng nắng, chiều mưa thì cũng khá là tốt. Chứ ngày nào mà cũng mưa thì vẫn mà ăn được gì hết đúng không các bạn? Xe nhìn thấy có một hàng chữ màu vàng ở phía trên, nó thấy không các bạn? Đó là khách sạn Tròn Biển Đông. Khách sạn này có từ rất lâu đời rồi. Trên đường Lê Thánh Tôn sẽ có một quán cà phê. Đây, mình đi tới quán cà phê đó. Quán cà phê này được rất là nhiều khách thượng lưu, trung lưu tới đây uống rất nhiều các bạn. Có bán cả breakfast. Đây,
quán cà phê này có rất là nhiều người tới uống nè, xe máy đậu nhiều và có cả ô tô nữa nè. Đó, ô tô đậu một hàng dài luôn để qua đây uống. Mình thì chưa bao giờ mình vô cái quán cà phê này cả, chắc chắn là phong cách phục vụ và những cái loại thức uống ngon cho nên người ta mới tới đây nhiều. Rồi đi tiếp. Rồi trên đường đến Tôn là sẽ có một khu VNPT, đó là Viễn Thông Khánh Hòa. Đây nhìn đối diện là khách sạn Tròn Viễn Đông, rất là dài. Tới chợ Sớm Mới cách đây 3 năm mình còn là sinh viên, thì mình ở trung tâm thành phố hay đi tới chợ Sớm Mới, nhưng mà chỉ đi bộ thôi, bởi vì cái thời đó không có điều kiện, không có xe, cho nên ở chợ là chỉ có đi bộ thôi. Đi riết rồi nó trở thành một cái thói quen, hàng ngày là cứ đi tới đó mua đồ, mặc dù là nó cũng khá là xa nơi mình ở đó, nhưng mà đi riết thấy nó gần luôn. Ở đây nó sẽ có 3 ngã nha. Một là đi thẳng lên, hai là rẽ tay phải đi vô đường Trần Hưng Đạo, và đường thứ ba nữa đó là đường Hùng Vương. Đây, phía bên tay trái là đường Hùng Vương nè. Nhưng mà mình không đi vô đường Hùng Vương đâu. Đường đó cũng đi lên chợ Sớm Mới được, nhưng mà nó hơi xa cho nên mình đi thẳng tiếp. Mà phải đi qua đường cái đã. Đường Hùng Vương là khu phố Tây Nha Trang, mình cũng có clip nói về phố Tây Nha Trang rồi. Có gì mình sẽ quay lại con đường này và chia sẻ đến các bạn thêm. Rồi bây giờ đi qua đường đèn đỏ rồi. Bây giờ khá là nắng ở Nha Trang á, tầm 7 giờ là bắt đầu là nắng gắt rồi. Nắng mà nóng luôn các bạn, bởi vì nó còn biển mà. Là cái chỗ đo ánh nắng mặt trời sớm nhất ở thành phố này. Hiện tại mình vẫn đang đi trên đường Lê Thánh Tôn nha các bạn. Trời nắng như thế này mà mấy người Tây đi bộ du lịch khỏe thiệt các bạn. Mình đi mới có xíu mà thấy cảm thấy rất là nóng, mồ hôi nhễ nhại rồi đó. Đa số đường này thì ít xe, chủ yếu là những cái xe du lịch lớn như thế này nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu để đi tới Vincom Plaza. Vincom này mới hình thành vào ngày 24 tháng 12 năm vừa rồi đó các bạn. Vincom này lớn nhất tại Nha Trang, cũng chỉ có một cái duy nhất thôi. Bắt đầu là sắp tới Trung Thu rồi cho nên người ta sẽ bán bánh Trung Thu, và đặc trưng của bánh Trung Thu ở Nha Trang là yến xào và kinh đô.
rồi bây giờ tiếp tục sảnh của Vincom kỳ rộng như các bạn. Nó nằm hai mặt tiền, mặt tiền thứ nhất là đường Lê Thánh Tôn và mặt tiền thứ hai là đường Nguyễn Thị Thục. Tí nữa mình sẽ đi tới, sắp tới rồi đó các bạn. Bây giờ là Vincom chưa có mở cửa ở đâu. Tầm khoảng 9 giờ họ mới mở cửa, 9 rưỡi. Cạnh bên Vincom Plaza là một góc của cà phê Highlands Coffee. Highlands Coffee thì buổi sáng người ta bán sớm hơn. Highlands Coffee đây. Ở trên đường Lê Tôn chỉ có hai quán Highlands Coffee, một là Vincom Plaza và hai là gần khách sạn Trần Biển Đông các bạn. Nãy đi ngang qua các bạn có để ý. Rồi bây giờ đã tới đường Nguyễn Thị Thục rồi, mình sẽ rẽ tay trái đi lên đường Nguyễn Thị Thục và đối diện là khách sạn Isna. Không biết khách sạn này mấy sao, tại vì không có để ở trước cổng. Khách sạn này cũng mới xây dựng năm vừa rồi thôi, chắc 3 đến 4 sao gì đó. Rồi bây giờ đi vô đường Nguyễn Thị Thục, sẽ đi ngang qua cái Vinpearl dạng bên đối diện đó, có một cà phê Mê Trang shop. Ở Nha Trang nổi tiếng là cà phê Mê Trang. Rồi tiếp tục mình sẽ đi ngang qua cái khu khách sạn của Vinpearl thuộc Vincom Plaza. Đây là cái sảnh tiếp đón khách. Bây giờ mình sẽ đi qua đường nha. Xe nhiều quá nên không đi qua được. Mình rất là nhát khi đi qua đường. Đường này đường một chiều. Ok, qua đường rồi. Đi tiếp. Các bạn đã quá quen thuộc với con đường này rồi đúng không? Ở video trước là mình có chia sẻ với các bạn rồi, thì hôm nay là chỉ có một cái sự thay đổi nhỏ nhỏ xíu thôi, thì tí nữa mình sẽ đưa các bạn đi. Đây là Vinpearl Condotel của Vincom các bạn, nằm trên đường Nguyễn Thiện Hữu nha. Khách Tây và những khách Trung khách nghe ở rất nhiều hơn so với là khách Việt. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô một con hẻm này. Con hẻm này là nó nối liền với đường Tô Hiến Thành và đường Nguyễn Thiện Thuật. Con hẻm này nó có tên là đường Nguyễn Thị Thục luôn. Đây đó, đường Nguyễn Thị Thục nè.
đường Nguyễn Thị Thục mà vừa Tô Hiến Thành. Dạ, ở bên tay phải sẽ là đường Tô Hiến Thành đó, còn bên tay trái là đường Nguyễn Thị Thục. Con hẻm này thì thỉnh thoảng có một số cửa hàng bán đồ ăn vào buổi sáng thôi, không có nhiều. Hồi trước kia thì không có, bây giờ họ có nhu cầu cho nên họ mở mấy cái hàng bán đồ ăn sáng rất nhiều. Rồi mình sắp tới đường Tô Hiến Thành rồi, bây giờ mình sẽ để tay trái nha, đi qua đường. Đây, đường Tô Hiến Thành này các bạn. Và khu này là thuộc phường Tân Lập, thành phố Nha Trang. Bây giờ mình sẽ rẽ lên đường Huỳnh Thúc Kháng. Đường Huỳnh Thúc Kháng là sẽ có một ngôi chùa, chùa đây là Thánh Tích Nha Trang, đây là đạo cao đài. Rồi tiếp tục. Ôi. Nhưng mà mình không có đi hết đường Huỳnh Thúc Kháng đâu, mình sẽ rẽ tay trái. Nếu các bạn đi lên đường Huỳnh Thúc Kháng cũng được, nhưng mà chưa có vô trung tâm chợ cho nên mình sẽ đi đường bên tay trái đây. Đường này bắt đầu người ta đã bán rồi, đang ngồi xổm bán. Tiếp theo đó là đường Ngô Đức Kế. Đây đường Ngô Đức Kế đây. Giờ mình sẽ đi lên đây. Giờ là bắt đầu đông rồi đó. Giờ người ta ngồi bán rất nhiều nè các bạn. Tiếp theo đi lên đường Võ Chứ. Hồi xưa là con đường này người ta rất là ít bán các bạn. Bây giờ là người ta đổi ra, người ta bán trên vỉa hè đường Ngô Đức Kế rất là nhiều. Giờ là có cái cảm giác là rất là nóng rồi đó. Ôi trái cây tươi quá. Rồi tiếp theo bây giờ mình đi lên đường Võ Trứ. Các bạn sẽ không xa lạ với con đường Võ Trứ đi lên chợ Xóm Mới. Đây đường Võ Trứ Nha Trang. Như vậy là mình vừa giới thiệu xong cho các bạn con đường từ biển Ngay Tháp Chầm Hương đi tới chợ Sơn Mới mà đi bộ. Nếu đi xe máy thì mất khoảng 5 phút thôi, còn mình đi bộ thì mất hơn 10 phút. Nếu đi nhanh thì 10 phút, mà đi chậm thì 15 phút.
cần gì bé?